Sáng ngày 25 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị ký kết triển khai chương trình phối hợp số 10 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội. Dự hội nghị có bà Diêm Hồng Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, trưởng các tổ chức chính trị xã hội thành phố và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường xã. Tại hội nghị, các tổ chức thành viên và Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố đã thảo luận làm rõ thêm kết quả, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên trong vận động các nguồn lực xây dựng quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội hàng năm. Công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội nhận ủy thác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đồng chí Ngô Sĩ Long, trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phát biểu đánh giá cao việc triển khai chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội, đồng thời đề nghị hai đơn vị cần bám sát các nhiệm vụ trong chương trình, cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình của thành phố. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội đến năm 2030. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo, quan tâm nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Đồng thời đề nghị chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan, triển khai cho vay kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi, bảo đảm công khai dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phối hợp số 10